Hi, chào mọi người, đây là Quỳnh nè. Hôm bữa có lột dừa, mấy cái thơi dừa má để ở đây phơi luôn, để cho nó khô, xong giờ hốt vô để dành nấm nữa mọi người. Hút xong mới xơi dừa, má ngủ ra sao hái rau nè mọi người, mà hái rau muống á để luộc chấm chao á. Bây giờ mọi người cùng mình với má đi ra ngoài sau hái rau muống nha. À quên, còn có bé heo nữa nè mọi người.
Cảm ơn mọi người đã xem clip của Quỳnh nha. Hẹn gặp lại mọi người vào clip lần sau.